hàng thủ vừa tranh chấp với nhau khá gắt gao, đó là Dominic Grant, người được chấp Sullivan có một mismatch và Michael Soy ném xa chống chạy. Đây là Soy. Rất khó. Quá hay. Tình huống ghi 2 điểm dành cho cầu thủ của Dolphins. Michael Soy trả. Mismatch, Sullivan đối đầu với Huỳnh Vĩnh Quang. Michael Soy quá chống chạy. Khá khó chịu đến từ sân Minh Tâm. Shot clock đã trôi về những giây cuối cùng. Võ Thái Cường cần phải dứt điểm ngay. Rất khó chịu. Michael Soy. Rất hay đến từ Michael Soy, tình huống step through. Cách biệt bây giờ đã là 4 điểm. Dominic Grant. Grant cần phải lên tiếng cho Nha Trang Dolphins ở thời điểm này. Tô Trung. Kick out quá chống chải cho Soy. Và Soy không. Curtis Leacock vẫn đang là cầu thủ gồng gánh toàn bộ hàng công. Dục là hai pha đánh bóng đều chạm vành sau. Michael Soy qua được người rồi. Sẽ ra hand off cho Michael Soy. Qua được người rồi. Soy lên rổ rất đơn giản. Vì cản nhưng không sao. Chiều cao và sức bật. Sự khéo léo đã mang về một. Michael Soy. Đảo bóng nhiều. Step back 2 điểm. Qua được người rồi. Michael Soy. Đánh thẳng vào vị trí của Hoàng Tú, fadeaway. Rất hạng tình huống vừa rồi của Thế Cang. Michael Soy. Hoàng Tú là một trong những cầu thủ trẻ có thể nói là tiềm năng của Tyson đang rất là khó chịu khi mà Sullivan cưn. Michael Soy. Michael Soy. Thì cũng hơi khó, thế nên chúng ta sẽ phải chờ xem trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào. ISO luôn chăng? Chuyền vào trong, pick and roll rất tốt. Và có điểm. Trung lấy được lại bóng rồi. Ném hai luôn. Mang về thêm một điểm nữa của Warrior sau pha lên rổ cực lắt léo. Hơi bập bẹ của Michael Soy. Đến Sullivan. Hai điểm tính cho Hồng Gia Lân. 20 đều rồi. Làm gì đây? Nhưng không. Kết thúc trận đấu. Michael Soy mang về chiến thắng cực kỳ. Tô Trung. Michael Soy chống trải, ném hai. Một pha phòng ngự chắn tay tốt của Ronan O'Sullivan. Kích bóng ra ngoài đẹp. Một con tôm. Có hai điểm sau pha câu tôm cực xuất sắc của Michael Soy. Đây rồi. Không, không có pha úp rổ của Stafford, mà chỉ đơn thuần là một pha lên rổ bình thường mà thôi. Một điểm tính, tỷ số đang là 4 đều. Lại pha ném vào thứ hai vẫn thành công. Michael Soy dưới sự truy cản của Văn Thắng, qua được người rồi. Và and one. Michael Soy rất nhanh, một pha bứt người qua sau pha đảo bóng của mình. Văn Thắng gần như không có đủ tốc độ để có thể theo kèm được Michael Soy trong tình huống đó. Và sẽ là Oliver không thể mang về điểm số thứ 8 cho Dragons. Ném trung bình. Hà Nội Buffalo nữa, mà phải gọi là Hà Nội Airplane. Liên tục là những pha bay nhảy, cất cánh cực hay của các cầu thủ áo xanh. Và vừa rồi là pha ném 2 điểm của Michael Soy. Michael Soy đang có một trận đấu rất cháy ở bên ngoài vạch 2. Vậy là một pha Sullivan. Lại là Michael Soy. Michael Soy. Đây là úp rổ. Vâng, một pha úp rổ nhẹ nhàng của David Lee Jones. Một dễ dàng. Và một pha reverse layup đến từ khu pha ném 2 điểm ngay lập tức. Rất nhanh. Bóng Sullivan. Chuyền tốt. Michael chuyền đến tay của đồng đội và mang về những điểm số quan trọng để giữ trận đấu lại cho Đà Nẵng. Rổ nhẹ nhàng. Điểm số thứ 11 cho đội tuyển Việt Nam. Ôi, điều tôi đang chờ đợi đã đến rồi. Một cú úp mang về điểm số thứ 18. Lại là một cú, một điểm tiếp theo cho Decker. Một tình huống đánh tận dụng thể hình tối đa của cầu thủ hơn rất nhiều. Và tất nhiên là có một điểm tính.
cho Chris Tucker. Nhau quen nhịp thi đấu của nhau rồi, thì khi mà Michael Soy ra tay, chắc Sullivan ra tay rồi. Em rất rát, không để cho ném ngoài. Vâng, đến từ Chris Tucker, 20-13, phép màu là thật sự rất cần.